về trạng từ và học thêm về cái phần comparative là so sánh. So sánh của tính từ và trạng từ. Trời ơi, bạn Ngân Cú Tê em nói với chị này. Cho em vào nhóm học D chị ơi. Em siêng học lắm chị. Chứ cái cách em nói chuyện với chị là chị thấy là em cần phải xem lại cái cách mình nói chuyện với một người lớn nhá. Em nhá. Đang không có mà gặp chị là tuyệt vời luôn. Ok. Rồi, hiện tại thì có bạn Lệ Quyên đang là người kiểm duyệt. Đó, hôm tới bạn dạo này thấy bạn Đại với cả bạn Cúc không thấy nữa. Nên là chị sẽ tuyển thêm một kiểm duyệt nữa nhá. Ai muốn ứng tuyển thì phải thật là siêng học và phải tỏ rõ được cái gọi là uy quyền của mình. Đấy, chị sẽ cho là người kiểm duyệt ở trong livestream của chị. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu học. Chị sẽ nói về cái trạng từ hôm trước chị nói với các bạn rồi là mình có danh từ. Mình có danh từ đúng không? Danh từ thì sinh ra cái gì? Danh từ thì sinh ra tính từ, đúng chưa? Danh từ sinh ra tính từ nghĩa là chúng ta sẽ sinh ra những cái tính chất để miêu tả cái danh từ đó. Ok. Rồi tiếp theo cái danh từ nó sinh ra cái gì nữa? Ngoài với những cái tính chất hay là những cái danh từ là cái gì đó, đúng không? Thì nó còn sinh ra là những cái hành động khác nữa. Thì lúc đấy nó sẽ là verb. Ví dụ chị Huyền thì xinh đẹp, chị Huyền thì tốt bụng, chị Huyền là cô giáo, đúng không? Thì lúc đấy còn động từ là gì? Chị Huyền dạy học, chị Huyền livestream, đó đây là động từ. Vậy thì cái danh từ nó có sinh ra trạng từ không ạ? Bạn trả lời chị hỏi có một câu hỏi đó là danh từ nó có sinh ra trạng từ không? Nghĩa là trạng từ có bổ nghĩa cho danh từ không? Huyền vẫn đang rất sợ môn tiếng Anh á, thật sự mà. Danh từ này có sinh ra trạng từ không? Chị ơi, hiện tại em học tiếng Anh, em đang học lớp 10, ok. Có lâu chị đi nhá. Bạn Ngân Cú Tê đừng có xin chị làm người kiểm duyệt nữa. Em chị biết em nói rồi, em tập trung vào học các chị nhá. Lớp 7 đúng không? Tập trung vào học đi. Tập trung vào học. Chị sẽ không cho em làm người kiểm duyệt. Chị nói luôn là chị không cho em làm người kiểm duyệt. Em tập trung vào học các chị. Tại vì là người kiểm duyệt thì chắc là phải 16 tuổi trở lên em ha. Còn bạn tập trung học cho chị. Bây giờ mình có trạng từ này. Thì mình có thể nói câu là ai đó ở đâu đó đúng không? Ai đó ở đâu đó. Nhưng mà chúng ta sẽ nói là bình thường là rất là ít khi danh từ gọi là trạng từ nó sẽ bổ nghĩa cho động từ ở đây. Đó, là trạng từ nhá, adverb sẽ bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ cái hành động của chị là dạy học thì dạy học như thế nào? Dạy học ở đâu? Dạy học trong thời gian nào? Ok, thì đấy nó chính là trạng từ. Tiếp theo trạng từ còn support cho tính từ nữa. Về cái mức độ là như thế nào? Ví dụ như là chị nói một câu là xinh thì chẳng hạn. Xinh đúng không? Thì người ta có kiểu là mức độ xinh thì sẽ là level xinh vừa vừa. Đấy, hoặc là không xinh, xinh vừa vừa. Khá xinh. Xinh lắm, đúng không? Thì đấy, lúc đấy có thể dùng trạng từ ở đây. Và trạng từ nó còn bổ nghĩa chính những cái trạng từ đó nữa không? Đó, chính trạng từ và sinh ra trạng từ luôn. Ok. Vậy nên là chúng ta sẽ thấy là khi mà một cái động từ chỉ hành động ấy mà đằng sau ấy, nó là tính từ thì là sai, mà nó đằng sau phải là trạng từ các bạn nhá. Nhớ đấy. Trạng từ. Thế tức là trạng từ đứng ở đâu ở trong câu? Trạng từ nó rất là linh hoạt. Nó sẽ đứng ở đầu câu, giống như ở trong tiếng Việt ấy. Và nó bổ nghĩa cho cả câu ấy luôn. Kiểu vậy. Ví dụ như là today phải, nowadays phải. Đúng không? Trạng từ chỉ thời gian ấy. Last year phải, đúng không? Hoặc recently phải, however phải, however là liên từ chứ. Nó đứng ở đây. Hoặc có những khi mà nó sẽ đứng ở đây, nó đứng ở giữa, nó là trạng từ thì tần suất, đúng không? Đứng ở giữa. Và có khi thì nó lại đứng ở cuối một câu. Vậy nó phải đứng trước này, đứng giữa này và đứng cuối, các bạn nhé. Đấy là vị trí của trạng từ.
Chị ơi sao chị dạy khác giờ không báo thế, em vào muộn. Huy à, sorry em nhé, chị vừa mới dạy thôi, chị bắt đầu bây giờ mới dạy thôi, bây giờ mới 8 giờ mà. Còn lúc vừa nãy là chị chỉ chị quên cái lịch á. Chị quên. Sorry các bạn nhé. Nhưng mà vừa nãy là chị không nói về bài mới mà chị nói về bài cũ cơ, chị ôn lại bài cũ. Còn bây giờ mới bắt đầu học nhé. Ok, cho ví dụ là đứng giữa, ví dụ đứng đầu nhá thì mình sẽ có là last year rồi đúng không? Được, last year. Đấy. I went to cái gì đó. Còn đứng ở giữa thì câu này rất đơn giản, các bạn biết rất là nhiều câu chặn từ tần suất ở giữa mà đúng không? Hay là I always wake up late. Đấy, câu lúc nào cũng phải muộn. Thì đây đây chính là chặn từ đứng ở giữa câu này các bạn. Thấy chưa? Ok không? Hoặc là trong cái câu mà trong never been to Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. Thì đây, never đây là trạng từ. Never đây là trạng từ. Ở đây lúc ở giữa câu. Không sao, xinh đẹp tha thứ hết. Chị bị quên cái ký ức đó. Còn một cái vấn đề nữa về cái phần trạng từ nhé, là các bạn hiểu rõ là khi mà có nhiều cái trạng từ, các bạn có thấy một cái câu mà khi mà mình thấy có nhiều cái trạng từ mình không biết là để cái trạng từ nào trước. Ví dụ mình có là trạng từ chỉ thời gian đúng không, trạng từ tiếp theo là trạng từ chỉ nơi chốn đúng không, tiếp theo là trạng từ chỉ tần suất, mình không biết sắp xếp như thế nào cho nó phù hợp, thì chúng ta sẽ có cái thứ tự giống như là kiểu tính từ vậy. Tính từ nó cũng có khi mà nó đứng sát với nhau, ví dụ ở đây là ba cái trạng từ nó đi cùng với nhau đấy, thì nó sẽ có vị trí của nó như các bạn. Đấy, nó sẽ có vị trí của nó đấy. Khi mà ba cái trạng từ đi liền với nhau như vậy, cũng giống như tính từ ấy, ba hay bốn trạng từ đi liền với nhau nó cũng sẽ có trật tự. Cái này cũng như vậy, nó phải có thứ tự, nó xếp hàng chứ nó không phải là một cái người mà gọi là gì, gọi là mình mà đi đi mua hàng cái gì mình không xếp hàng thì người ta gọi là gì nhỉ? Bất lịch sự đúng không? Thì tính trạng từ nó cũng thế, rất là lịch sự, rất là quy củ và nguyên tắc, đi đâu thì phải có hàng có lối. Các bạn nhá, không để nó linh tinh, để nó linh tinh là mình bị sai ha. Chị ơi em follow chị rồi ạ. À, ok, bây giờ follow chị là hơi bị muộn đấy em ha. Bắt đầu mình sẽ vào chi tiết cho các bạn hiểu ở cái chỗ này một một phần nào đấy chưa? Đó, chị sẽ đi vào những cái chi tiết hơn cho các bạn hiểu nhá. Mình sẽ viết rõ hơn. Ok. Cái đầu tiên ở cái chỗ này thì mình hiểu câu là gì? Trạng từ là dùng để làm gì? Bổ nghĩa. Bổ nghĩa chính là support đây các bạn. Bổ nghĩa là nó cần là đi cùng với nhau. Đấy. Là bổ nghĩa là gì? Động từ này, tính từ này hoặc là chính nó. Ok. Chị vẽ cái sơ đồ này các bạn hiểu, bạn có thể vẽ cái sơ đồ này ra. Được chưa nào? Tiếp theo là các phân loại. Có rất là nhiều trạng từ. Thì chúng ta có những cái trạng từ gì? Chúng ta biết ở đây. À em follow chị từ buổi chiều rồi ạ. À. Buổi chiều sớm ghê nhỉ. Tận từ buổi chiều. Làm gì đấy?
20% pin à? Bổ nghĩa là support đấy các bạn. Bổ nghĩa là bổ sung ý nghĩa nhá. Bổ nghĩa là bổ sung ý nghĩa cho động từ. Đó. Trạng là tính từ và cho trạng từ chính khi nhắc nhạc từ khác. Ok. Tiếp theo là mình sẽ đến các loại trạng từ. Đấy. Mình sẽ có các loại trạng từ. Thì người ta hay dùng từ đó là từ phân loại ấy. Thì các bạn, các bạn có những loại trạng từ nào? Các bạn có thể biết chị là những có những loại trạng từ nào không? Cho các bạn biết, chị đã kiếm cái chỗ để chị cắm cái sạc pin điện thoại. Trạng từ chỉ thời gian nơi chốn. Các bạn lấy ví dụ, comment xong lấy ví dụ cho chị xem luôn này nào. Nick like không sao cả. Hôm qua là chị bị đau bụng nên là không dạy được, hôm nay mới dạy. Hôm qua đau bụng nên xin phép các bạn là nghỉ, chị dạy nửa tiếng thôi, một tiếng sau là nghỉ. Ok. Trật tự. Trạng từ chỉ thời gian, nơi, chốn, tần suất. Ok. Rồi. Ngoài trạng từ chỉ thời gian, nơi, chốn, tần suất còn gì nữa không? I'm learning in my room. Trạng từ chỉ cách thức. Hay quá. Rồi các bạn trả lời đúng rồi đấy các bạn. Gần đúng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu viết nhé. Ở đây mình có trạng từ nhất là trạng từ chỉ cách thức. Adverbs of manner. Trạng từ chỉ cách thức. Chỉ cách thức. Đấy, tiếng Anh là adverbs of manner. Bạn nhớ chưa có. Adverbs of manner. Ok, mình sẽ rất là hay thấy là nó sẽ phổ biến theo kiểu như động từ. Ví dụ như là em phải được cái hành động của chị dạy học, đúng không? Hành động của chị là dạy học. Vậy là chị dạy học ra sao, chị dạy học như thế nào? Thì lúc đấy là adverbs of manner. Là ví dụ như là well, đúng không? Đấy, đây là trạng từ này, trạng từ chỉ cách thức. Các bạn có thể viết được những cái trạng từ cách thức khác không? Chị có đăng lại ở trên YouTube nha. Mình xếp 2 được. Đăng lại trên YouTube. Ngày mai. Đấy, là để mình để nói một cái hành động nó sẽ nó như thế nào và mình trả lời cái câu hỏi là câu hỏi how. Đó, câu hỏi how. Well, mình còn từ gì nữa không? Rất là nhiều. Ví dụ như là của cô ấy hay là bố tôi nhìn tôi một cách tức giận. Một cách tức giận, đúng không? Thì là cái gì? Angry. Đấy, một cách tức giận. Rồi. Beautifully chẳng hạn. Hát, cô ấy hát. Beautifully. Hát sao? Hát rất là hay. Beautifully. Hát rất là hay. Được chưa? Còn gì nữa không? Các bạn có những cái từ nào nó không? Carefully, đúng không? Tiếp theo. Fluently nè. Em đang bị chị bơ. Làm sao mà chị bơ? Chị làm gì mà bơ em? Slowly, quickly, badly. Đó, chính xác. Fluently là em biết không phải sai mà không phải chị biết lại cái chữ fluently nhé. Fluently. Fluently, okay? Fluently.
well em nhá, chữ good nó là tính từ ở tính từ lovely, lovely là tính từ. Mặc dù là cùng một đuôi ly á, nhưng mà lovely là tính từ em ha. Rapidly, ok, rồi. Bây giờ mình phải đặt câu ở cái chỗ này không? Các bạn đặt câu đi nào, xem là có câu nào không? Câu đi. Chạy từ chỉ cách thức thì sẽ đứng ở đâu các bạn?
Bây giờ mình hỏi luôn là trang thứ 9 cách thức thì nó đứng ở đâu? Thường nó sẽ đứng sau gì? Đứng sau động từ đúng không? Đứng sau động từ hoặc là đứng sau tân ngữ luôn. Nếu như vừa nãy là sau cái chữ English. Sau khi mà speak English xong thì phải đến chữ, đến cái trạng từ này. Các bạn nhớ nhá, nhớ cái vị trí của nó nhá. Chứ cái trạng từ này thì ít khi, nói chung là không bao giờ nó đứng ở đằng trước đâu. Không bao giờ đứng ở trước câu rồi thổi phẩy đâu. Có cái chữ well các bạn thấy này, well thì lúc đấy nó không phải là trạng từ các bạn ha. Cái câu mà well, I don't know gì gì đó đấy, cái chỗ mà người ta hay nói chữ well trong đầu ấy, thì cái well này lúc đấy nó không phải là trạng từ các bạn nhé. Trạng từ chỉ cách thức có bổ nghĩa cho adjective không ạ? Khi bổ nghĩa cho adjective ấy, thì nó gọi là trạng từ chỉ mức độ. Các bạn ha, khi nó bổ nghĩa cho adjective thì nó là trạng từ chỉ mức độ. Mình sẽ viết ở bên dưới. Ví dụ như là very good thì nó là mức độ, hay là quite good nó là trạng từ chỉ mức độ. Cái gì adv, cái gì adv, cái gì chị ơi, well ở đâu nãy trên bảng á chị? Hay em well đây á, thêm mà well ở câu nãy trên bảng á chị là adjective. À, speak English well. Hôm nay chị biết là ADV hay ADG? À, ADV hay là ADG? Nó là trạng từ nhá. Chị biết nhầm, nếu mà chị biết thì chị biết nhầm. Nhanh quá thì biết nhầm. She looked. À, câu của bạn Xoài à. She looked at us away angry. Angry. Ý của em là một cách đúng không? Để chị biết được cái câu này của bạn nhá. Ok, she looks at us angrily. Angrily. Như vậy. Đấy, còn em biết cái chữ là away ở đây là sai nhá. Em muốn nói là một cách tức giận đúng không? Nhưng mà bản thân cái từ mà angrily này, angrily là nó đã đủ nghĩa của nó rồi. Nó đủ nghĩa là một cách tức giận rồi. Nó không phải đem cái chữ away vào nhá, mà làm cho mình chữ away là kiểu từ tiếng Việt ra ấy. She looks at us angrily. Cô ấy nhìn chúng tôi với một cặp mắt một cách rất là tức giận. Thì không cần phải chữ away ở đây nữa nhá em nhá. Chị vừa trả lời câu của em rồi mà. À rồi, chị trả lời rồi. I'm very sadly không đúng nữa nhá. I'm very sad. Câu này bạn vừa nói là I'm sadly rồi. I'm sad. I'm very sad. Thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến cái tiếp theo nhé. Trạng từ chỉ nơi chốn. Thì mất căn bản nên học từ đâu? Nên học từ đầu tiên. Em vào trong group của chị ấy, là em chưa biết là học từ đâu nhé. Từ đâu? Follow chị đi rồi chị sẽ biết là học từ đâu nhá. Trạng từ chỉ nơi chốn. Hôm nay mình lại không biết nhiều màu sắc, các bạn không hiểu đó, mình biết thêm nhiều màu sắc nhé. Hóa ra chị thử mình. Dạ. Trạng từ chỉ nơi trốn, adverbs of. Các bạn biết được chữ trạng từ chỉ nơi trốn bằng tiếng Anh không? Viết ra chị xem nào. Adverb of. Em muốn đăng ký lớp 12 học thì đăng ký thế nào ạ? Em vào group của chị để em kết bạn với chị, xong rồi em nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook của chị nhé. Đúng rồi, adverb of place. Trạng từ chỉ nơi trốn ở đây. Rồi, chúng ta có trạng từ chỉ nơi trốn và nó sẽ trả lời cho câu hỏi là gì? Câu hỏi where các bạn nhé. Nó sẽ trả lời câu hỏi where. Ví dụ, where do you live? I live in Vietnam. Okay, where do you live?
I live in Vietnam. Thì lúc đấy, where? Các bạn nhìn thấy câu, câu hỏi là ở đâu? Thì mình sẽ trả lời là tại từ chỉ nơi trú. Được chưa? Rồi, mình có đây là từ, ví dụ ở đây này, here, ở đó, mình có từ there. Ok, và cộng đây là mình phải kết hợp với những giới từ chạm đến gì nơi trốn, kiểu nó là một cụm. Như này, mình có một cái từ in, thì từ in ở đây là giới từ, và mình phải thêm cái chữ Việt Nam vào, thì đây mới được coi là chạm từ. Các bạn hiểu ý chưa? Việt Nam, đây là gì? Việt Nam là danh từ, in là giới từ. Một giới từ cộng với một danh từ để có thể nói về một cái lúc ở đâu đó, thì đây mới là một chạm từ được, chạm từ chỉ nơi trú. Hiểu chưa? Rồi, mình có thể có từ gì? Có từ at hay là có từ on, đúng không? Hay là có từ between. Đấy. Thì giới từ là gì? Là một cái từ mà giới thiệu đến một cái từ khác. Đấy. Thì nó gọi là giới từ kiểu vậy. Thì đây cả cụm này mới được coi là một chặn từ chỉ nơi trốn nhá. Cả in Việt Nam nhá. In không phải Việt Nam, không phải mà phải là in Việt Nam. Hay là on. Thì mình có on the street. Ở trên đường chẳng hạn. On the street. Thế nên phải cả cái cụm này mới được coi là một chặn từ. À, gọi là chạm ngữ đấy. Chạm từ thì không phải, chạm từ thì có here và there. Còn đây gọi là chạm ngữ. À, đúng không ta? Nhưng mà mình cứ hiểu đơn giản thì nó là adverb các bạn nhé. Hiểu đơn giản thì nó là adverb. Đúng rồi. On the table. Hôm nay chỉ biết chữ đẹp hơn mọi hôm. On the table chính xác. On the street. At mình có từ at. Từ at thì nó từng cộng với một cái nơi nào đấy mà nó cụ thể, nó nhỏ nhỏ. Các bạn tưởng tượng nhá, mình có in đúng không, on, at, thì mình sẽ có at Kenny Lê Lợi chẳng hạn. Đấy, ở số nhà 20 đường Lê Lợi, Lê Lợi Street, thì lúc đấy dùng at. Ok. Vậy thì cái chạm từ chỉ nơi trốn này nó sẽ đứng ở đâu trong câu? Thì các bạn tưởng là mình nhớ nhá, mình có manner này. Đầu tiên mình sẽ nói về cái manner cách thức. Sau đây mình sẽ nói về chạm từ chỉ nơi trốn. Sau đây mình sẽ nói về chạm từ chỉ thời gian. Ok. Chạm từ chỉ thời gian và chạm từ chỉ tần suất nó khác nhau. Đấy nhá. Chạm từ chỉ thời gian và chạm từ chỉ tần suất nó khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu này. Ok, được rồi. I live here, tôi sống ở đây. I live here. In the garden, at home. Ok, in the mountains. Chính xác. Tiếp theo mình sẽ có chạm từ chỉ thời gian. Bây giờ đây các bạn có nhìn thấy được không? Các bạn nhìn thấy rõ không? Nó có bị lấp cái comment không? Các nhiều khi mà các bạn làm cái bài đó là những bài tập liên quan đến thì của động từ, đúng không? Thì của động từ nó bao gồm thời gian ở trong đấy. Bây giờ chúng ta phải học rất là nhiều cái chạm từ chỉ thời gian này. Được chưa nào? Cái chạm từ chỉ thời gian này thì nó sẽ liên quan đến cái bài đó là thì của động từ. Ok? Và chúng ta sẽ phải học và biết nghĩa của nó. Rất là nhiều các bạn comment chạm từ chỉ thời gian anh chị. Adverb of time các bạn nhé. Rồi, comment.
ơi, chị chặn đường chỉ thời gian. Em wrote a time. Today, chính xác. Tiếp đi các bạn. Các bạn mà đặt được câu rồi còn tốt nhé. Đặt câu có chặn đường chỉ thời gian, chị càng khuyến khích. Chị lúc nào khuyến khích các bạn phải đặt cả câu. Đó. Mình rèn luyện luôn cả cách viết câu để cho nó đúng hơn tất cả mọi thứ. Bạn viết cả câu là tốt nhé. Viết câu cho chị. Đấy, sai đâu chị sửa cho. Once không phải nhá, không tấm nhá. Once không phải, once là chặn từ gì thần suất rồi. Nào, ai có thể comment cho chị được cái câu cả câu luôn. Now I learn English. Good. Nhưng mà em phải biết là now I am learning English nhá. Now I am hoặc là I'm. Now I'm learning English. I went to shopping. Em bỏ cái to đi, em nói là I went shopping last week. Ok, chặn đường chúng ta là last week. Today I feel happy. Ok, good. Today viết liền lại nhá em nhá. Today viết liền lại. Thu Trang ha. Hay là chỉ thời gian có rất nhiều, rất nhiều. Today, tomorrow. Tomorrow. Yesterday. À, tự dưng ngứa chân mặt. Last week. Last month. Ok, với những cái trạng từ chỉ thời gian này thì các bạn ơi, các bạn không cần phải có một giới từ ở đằng trước. Các bạn chỉ cần viết từ này thôi nhá. Viết từ này thôi là nó đã đủ rồi. Hiểu ý chị nào? Ví dụ last week thì đừng có làm viết là on last week. Hay last year cũng vậy. Last week, last month. Đừng có viết thêm một cái giới từ nào vậy. Ví dụ như là vào sáng nay chẳng hạn thì chúng ta phải biết là in the morning. Chúng ta phải có thêm một cái trạng, một cái giới từ ở đấy. Chứ này biết khó quá các bạn. Cái khó chị biết xấu không? Đây, the morning là buổi sáng. Buổi sáng thì ở lúc này nó là danh từ và chúng ta phải cần cả cái chữ in này nữa mới được tạo thành một cái cụm để chỉ về thời gian. Một cái trạng từ chỉ thời gian. Còn chỗ này phải có chữ in the morning. Nhưng còn đây today, tomorrow, last week, yesterday thì không có cần các bạn nhé. Rất là nhiều đúng không? Thế các bạn có thể nhìn thấy cả chữ dương chân bị làm sao. Today I write a letter for my friend. I was swimming last week. Last week là quá khứ rồi, biết là I went đi Trang ơi. I went swimming last week. Có bạn nào mà follow chị nhiều rồi, lâu rồi mà vẫn chưa thấy mình tiến bộ ấy thì phải hành động nữa lên em nhá. Hành động nhiều lên. Cái việc mà em chỉ có follow TikTok của chị là xem mỗi chị dạy hàng ngày ấy, nó sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Vấn đề là nằm ở các bạn thực hành bao nhiêu. Ok chưa? Bạn được sửa bao nhiêu. Vấn đề nó nằm ở đấy. Còn chỉ có follow thôi thì làm sao mà có thể giỏi được. Ok, nó nằm ở hành động. 80% nằm ở các bạn, 20% nằm ở chị. Nó nghĩa là mình có trạng từ chỉ tần suất. Cái này nó đứng ở đâu? Trạng từ chỉ thời gian này thường nó sẽ đứng ở cuối. Nó sẽ đứng ở, nếu mà có ba, có cả những cái này nó sẽ đứng ở sau. Nó sẽ đứng ở sau cùng. Gần như là nó sẽ đứng ở sau cùng. Ví dụ chỉ có một câu ở đây. Mystery. Bạn có nhìn thấy màn hình không? Chỉ viết một câu ở đây. Đúng rồi mà, chỉ lâu chưa ra video buồn ghê. Chị á, mai chị ra video nhá. Sắp quay lại rồi, sắp comeback rồi. Nhìn nhá, cái câu của chị này. Miss Green teaches English. Well, every in the classroom every day.
em hiểu biết ở dưới này nữa. Every day với thằng này nhá. Every day. Every day. Hoặc là chị không biết every day nữa. Tuesday. Ok, và mỗi thứ ba. Vậy thì bây giờ chị có này, động từ của chị là teaches. Động từ đây là teaches nhá. Rồi, English ở đây là object, tân ngữ. Và chị có một well, trạng từ chỉ. Cái từ chỉ gì các bạn? Trong mỗi câu này chị có mấy trạng từ và chỉ cái gì các bạn? Comment cho chị biết nào. I will go to Mộc Châu in the morning. Today I take a letter from my brother. Thiếu động từ là thiếu chủ ngữ. Two months I will go to travel Đà Lạt. Cái câu đấy của em không đúng rồi. Two months thì phải là two months gì? Thiếu. Có tần suất ở đây không? No. In the classroom. Em chị sẽ viết thêm nhé. In the classroom. Miss Huyền teaches English well in the classroom. In the evening. Well là trạng từ chỉ cách thức, đúng rồi Thùy này. In the room, in the classroom là trạng từ chỉ nơi trốn, đúng rồi. Every Tuesday trạng từ chỉ thời gian, ok, đúng rồi. Nhiều quá đúng không? Miss Huyền teaches English well. Teaches English twice a week. Ok, chị sẽ bỏ cái chữ twice a week này đi. Thay thế bằng một cái từ khác. In the evening. Often. Chị đưa đây nhắc lại nhé. Often. Trước cái chữ teaches này là chữ often. Vậy ở đây chỉ có một, often là trạng từ chỉ tần suất. Well là trạng từ chỉ cách thức. In the classroom là trạng từ chỉ nơi trốn. Và in the evening là trạng từ chỉ thời gian. Được chưa nào? Ok. Miss Wayne often teaches English well in the classroom in the evening. Đấy, một câu của mình mà có every day với cả every day khác nhau thế nào với chị? Every day mà nó liền với nhau ấy thì nó sẽ được đóng vai như là một tính từ. Còn every mà có day cách nhau ra thì nó sẽ là trạng từ. Tiếp theo, nào bây giờ mình sẽ có ghi ở đây nhé là trạng từ chỉ tần suất các bạn ha. Câu này chúng ta sẽ không học hết. Các bạn làm học xong ấy thì các bạn phải tổng hợp lại và viết thành sơ đồ tư duy cho chị nhá. Hôm nay mình vẽ viết đã hơi trông nó kiểu như là toàn lý thuyết ấy, sợ chị không dép. Tần suất là gì? Tần suất chỉ tần suất của hành động và hoạt động. Ví dụ như là tần suất là cái hành động đấy nó sẽ xảy ra nhiều, lặp đi lặp lại, hay là ít thi thoảng mới xảy ra. Thì chúng ta có fluently là gì vậy mọi người? Mình vừa vào fluently là trôi chảy. Tần suất nhá, thì mình sẽ có ví dụ mình sẽ vẽ một cái bảng đó. Đó,
thì đến từ always rồi. Đấy, cái mức độ của nó là rất là lớn, là 100%, và nó sẽ giảm dần xuống dần. Đấy, đến cái mũi nhọn ở đây là 0%. Đó, mình sẽ có từ đó là từ never và từ always. Always, usually, frequently, always, usually, frequently, often, sometimes. Sometimes, occasionally, seldom. Seldom, seldom, rarely, hardly, never. Okay. 100% đúng không? Giảm dần đi. 90. Yeah. 90, 80, 70. Cứ tự biết dần xuống, các bạn hiểu không? Hiểu chị nói nhá. 50, 30, 40, 20. Ok, 5%, 10%, 20%, 30%. After school, chính xác. Câu của em đúng rồi nha. Chính xác luôn, không gì phải sửa. Hardly. Hardly đúng rồi. Hardly mình treo ở chỗ rarely này. Chứ sao được ở chỗ rarely này. Thế đâu nó cũng như nhau như vậy thôi. Mình biết là kiểu này cho là mình hiểu hiểu ý của mình thôi. Tiếp theo đi, các bạn biết comment câu của các bạn đi. Comment câu của các bạn nhé. In free time. Đấy, các bạn thấy không? Chị không cần phải nói là trạng từ chỉ tần suất đứng ở đâu trong câu mà các bạn vẫn biết luôn đấy. Chị đã nói đâu đúng không? Các bạn tự biết là nó đứng này đây. Bởi vì nó ngấm rồi các bạn ạ. Các bạn đã ngấm rồi, các bạn đã ngấm rất rất nhiều rồi. Có những khi mà chúng ta không biết là tại sao mình viết đúng đâu. Nó đang ngấm vào trong người của mình. I usually play football. She always go to bed at 10 p.m. Chính xác. I never smoke. I usually learn English with Miss Huyền. I usually read book in the morning. I always learn English every day. Và còn một cái nữa để chỉ tần suất các bạn. Đó là những cái từ như vậy. Ví dụ như là từ này. Những cái từ này ngoài cái chỗ này ra nhá. Once a week. Once a week. Hay là once a day. Đây là một lần trong một tuần. Một lần một tuần. Có phải là tần suất không các bạn? Đúng là tần suất đúng không? Một lần một tuần. Hay là twice a week, twice a month chẳng hạn, hai lần một tháng, twice a month. Thì mình có thể quy đổi việc cái việc là một lần một tuần ấy, thì mình sẽ quy đổi thành cái gì? À, nếu mà mình làm một cái gì đó một lần một tuần thì mình có thể cho vào cái chỗ là occasionally, đúng không? Đúng chưa? Hay là cái chỗ mà mình có thể nói là ví dụ một lần một năm chẳng hạn, once a year. Thì có phải là nó rất là hiếm không? Làm cái gì đó một lần một năm thì rất là rarely, đúng không? Hay là seldom. Mình có thể nói là sau đấy mà mình không dùng được thì mình phải dùng cái chữ là three times.
có chữ once và twice mình nhớ nhé, còn đâu là mình sẽ dùng chữ times nè. Three times, ba lần. Three times ở đây chẳng hạn. Ôi giời, làm cái gì nó ba lần một ngày. Tôi ăn uống đúng không? Tôi ăn cơm hay là tôi ăn cơm ba lần một ngày. Một ngày ăn ba lần. Three times a day. Đúng không? Thì có phải là always không? Ăn cơm, lúc nào ăn cơm ấy, always. Bây giờ nên học tiếng Anh hay là xem Tagalog? I go to school twice a week. Đúng rồi. Thì nước ngoài mình có once a week, twice a month. Once a year thì mình lại đứng ở đâu, mình để ở đâu? Mình lại bắt đầu để ở đằng sau, đúng không? Để ở cuối. Ví dụ câu này, I go to school twice a week của bạn là đúng rồi. I usually stay up late. Mình để ở cuối câu. Cái chỗ này mình để ở cuối câu, cái chỗ này mình để ở giữa. Linh học những hôm nào chị? Linh học vào thứ 2, thứ 6, buổi thứ 30. À, thứ 3, thứ 6. Thứ 2, thứ 5. Còn hôm nay là học bù. À. Ok, được chưa? Chị sợ là dạy kiểu này thì... She always wear powder to go out. Powder là cái gì em? Ý em là wear, ý em là đánh đánh phấn á, đúng không? Powder là bột á, hay là cái gì? Wear to s. I always love my teacher every day. Mỗi ngày tôi đều rất là yêu cô giáo của tôi. Trời ơi, phấn, phấn mình hay gọi là put on makeup, chứ wear powder chị. Em học ở đâu? Đúng nhá. Wear powder. Rồi, chỗ này được rồi nhá. Tiếp theo nhá, thì mình có chạm từ chỉ mức độ. Đấy chưa? Chạm từ chỉ mức độ. Vậy là hết cái phần chạm từ. Và chị nói luôn là trong khi mà chị dạy cái này rồi, chị đã nói về cái vị trí của nó ở trong câu rồi nhá. Chạm từ chỉ mức độ. Chạm từ chỉ mức độ nó sẽ lúc này nó sẽ bổ nghĩa cho gì? Tất nhiên là cái trạng từ này thuộc về động từ rồi đúng không? Còn trạng từ chỉ mức độ là nó sẽ bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ các bạn nhé. Trạng từ chỉ mức độ và bổ nghĩa cho tính từ cộng với trạng từ, nó sẽ đứng trước. Nó sẽ đứng trước tính từ và trạng từ. Ví dụ mình có very good, đúng không ạ? Thì lúc này very, đấy trạng từ đứng ở đây, good đứng ở đằng sau. Còn từ gì nữa không? Còn rất là nhiều đúng không? Bây giờ mình sẽ để completely. Ví dụ completely, completely là hoàn toàn, totally, absolutely, extremely, extremely good. Extremely. So quickly. Em mới bị bắt phao chị ơi. Very quiet, fairly. Sâu đúng không? Sâu phải để lên trên. Totally cũng được đấy ạ. Totally cũng ở trên. Cũng là kiểu chạy trên mức độ. Fairly là tương đối các bạn nhé. A little hay là a bit. Cái này là khá hay là rather. Chị chỉ biết một lời, không phải là chị biết tất cả đâu ạ. Little, a bit, một chút của ít. Mọi người biết nhiều mà. Mọi người cứ coi mình là mình biết gốc thôi chứ mọi người biết nhiều mà. Nó chưa có hệ thống, nó bị lỡ, người ta chưa tự tin thì người ta cho là người ta bắt gốc. Rồi,
Ok. À, có 90 bạn, có ở đây còn 90 bạn đang học, nghĩa là các bạn không đủ cái kiên nhẫn để các bạn có thể học được 100%, nghĩa là ngồi học hẳn hoi, chỉ biết như vậy. Đây là các bạn làm giờ này vẫn còn học thì tự cho mình một tràng vào tay nhá, vỗ tay. Hoặc là các bạn cũng vào học rồi đi ra, chị có biết nghĩa này không? Mấy cái này là hoàn toàn, cái này là rất, gọi là cực. Chị đọc nghĩa là biết nhé, hoàn toàn, một cách hoàn chỉnh, cái này là cực, ví dụ cực tốt hay là vô cùng tốt, cái này là rất, cái này cũng là rất. Khoai này là khá, ví dụ khá xinh. Fail như này là tương đối, còn a little, a bit là một chút, một ít. Rồi, vỗ tay tự thưởng bản thân, vỗ tay tự thưởng bản thân, ok, rồi tốt. Cái trạng thì chỉ thời gian nhé, có thể đứng ở đầu câu, đứng ở cuối câu nhé, vừa nãy quên không nói. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về cái vấn đề là cái cách thành lập lên trạng từ, đúng không? Cách thành lập lên trạng từ, các bạn biết được cái chỗ này xong rồi nhá. Ok rồi nhá. Có xem lại live của chị không thì xem lại được ở trên YouTube. Các bạn sẽ đọc vài câu, ví dụ như là câu này, I'm very good at English. Tôi rất tốt ở trong môn, tôi rất là giỏi ở môn tiếng Anh. Đấy, các bạn biết rất là nhiều câu đúng không? Hay là extremely, hay là quite. It's quite hard for me. Đấy, lúc này đó là tính từ nhá, nó khá là khó, khá là khó. Completely. He's completely true. Anh ấy hoàn toàn đúng. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những trạng từ mà nó chả cần, nó chả cái đuôi cái gì cả. Từ bản thân của nó là trạng từ, chúng ta phải học những cái từ đấy, nó rất là phổ biến. Chứ là chữ hard, rất là nhiều chữ well, đúng không? Ok. Nên chúng ta cần phải biết là chúng ta có thể thành lập bằng cái cách là tính từ mà thêm đuôi ly á, thì sẽ có thể ra đó là, nó là ra trạng từ. Như là từ lovely không phải nhá, lovely không phải là trạng từ nhá. Bởi vì love ở đây không phải tính từ, love ở đây là một danh từ và là một động từ. Thêm lovely vào thì ra một tính từ các bạn ha. Nên cái này không phải nhá, cái này không phải nhá. Bạn đừng có nghĩ là gì vào đây. Còn ở đây là gì? Đây là phải là một tính từ cơ, cộng thêm lovely cơ. Được chưa? Và mình có thêm cái cách ví dụ như là easy. Easy và thêm lovely mà để hai cái lovely này người ta không thích, người ta viết thành easily như này đó, rút ngắn đi, quick thì mình có thêm ly vào thì thành quickly. Beautiful và beautifully, chính xác. Bạn em lắc quá hay là em đi xem tây ba lô? Chắc là em đi lướt em đi xem tây ba lô rồi. Rồi, còn rất nhiều từ mà chúng ta cần gì đâu phải có đuôi ly như là trạng từ, đúng không? Ví dụ như là cái từ hot này, từ fast đó, từ slow, rất là nhiều từ, rất nhiều từ mà không phải có đuôi ly, nó vẫn là trạng từ bình thường. Rồi, bây giờ thì mình sẽ học về cái
cái cách so sánh nhé, so sánh của tính từ và trạng từ. Các bạn hiểu biết như thế, bây giờ mình sẽ học về so sánh của tính từ và trạng từ. Không biết có dạy nhanh quá không? Bây giờ mình nghỉ giải lao, mình đặt vài câu với cái này đi, không mà nó quên. Các bạn đặt câu đi. Mình có trạng từ chỉ ở thời gian này, là từ nơi chốn này, cách thức này, mức độ này, tần suất này. Đấy, bạn đặt câu với những cái đó xem nào. Là một câu nào mà có thể có rất là nhiều trạng từ nó trong đấy. Okay. Hôm nay là chúng ta mà không học được hết về cái phần so sánh thì chúng ta sẽ học so sánh ở phần sau, nên là chúng ta học đến 9 giờ thôi. Các bạn biết câu phần so sánh khá là dài nên là chị nghĩ là thôi mình sẽ làm bài tập nhé. Thì sẽ làm bài tập, các bạn sẽ làm bài tập với chị, làm bài tập một chút. Miss Huyền speaks out. Miss Huyền speaks English fluently. Mrs. Huyền, chị chưa có chồng. Đừng có ghi là Mrs. Huyền, già lắm, chỉ nói là Miss Huyền thôi, MS thôi được rồi. I always thiếu S rồi Trang ơi. I always learn English with Huyền Cam in the evening. Trạng từ này có thêm S hoặc ES không ạ? Không không không. Không có chia ra chủ ngữ, nó đâu phải bổ nghĩa cho danh từ mà chủ ngữ đâu. Nó bổ nghĩa cho An Hoài nhá. Nó bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ, nó không chia theo chủ ngữ gì hết em nhá. Nó không bổ nghĩa cho chủ ngữ. Nó bổ nghĩa cho tính từ, trạng từ và động từ. Ok. Nó chỉ biến thể là nó chỉ có chuyển từ tính từ sang trạng từ thôi. Hiểu không? Ok, bây giờ các bạn có thể phân biệt được cái việc khi nào mình dùng tính từ, khi nào mình dùng trạng từ không? Các bạn phân biệt điều đấy không? Đó là khi nào mà nó đi với tính từ nối á, thì nó sẽ là tính từ. Đó, khi nào nó đi với động từ nối thì nó sẽ là tính từ. Còn động từ chỉ hành động thì nó sẽ là trạng từ. Nhớ nhá. Bây giờ mình sẽ làm bài tập này. Cái tính từ mà đuôi in với đuôi đi đi chị còn chưa dạy các bạn, nên là chúng ta sẽ phải làm bài tập bên dưới đây. Chưa, các bạn làm bài tập này nha. Điền tính từ hoặc trạng từ vào chỗ trống. Đấy. Gillian behaved very at the party last night. Rồi các bạn tìm cho chị cái động từ ở trong đây. À chứ, chị xoay này các bạn có nhìn thấy không? Các bạn phải xoay điện thoại à? Các bạn xoay điện thoại có được không? Chị quay này thì không hợp lý. Đúng rồi, động từ behave. Chúng ta có động từ behave. Động từ behave thì bây giờ mình sẽ điền cái chữ bad kia là gì? Mình có một trạng từ đây rồi, là trạng từ very. Very là chỉ mức độ. Vậy thì bad ở đây mình là gì? Là badly. You are quite good at the play. Đây mình dùng chữ gì? Câu 2 mình dùng cái gì? You are quite. Cái mình phải chú ý vào cái độ, cái chữ to be là chữ are này. Các bạn nhìn thấy không? To be là are này. Thì nó là động từ nối. Vậy nên các bạn phải xác định, đây không phải là điền mỗi trạng từ đâu nhá, mà phải là điền tính từ hoặc trạng từ nhá. Đề bài này, tính từ hoặc trạng từ. Ok, đây mình có gì? Mình để nguyên nó là good các bạn. Đừng có chuyển nó thành cái gì. Good. Good at. Be good at là giỏi về cái gì đó.
À đâu, không phải, câu này không phải là good, không phải nói về good at. At the play. Ừ, đúng là good at thôi. Tiếp theo câu 3. Think about it. Bây giờ mình phải bổ nghĩa cho cái động từ think này. Vậy cái chữ careful này các bạn để thế nào? Careful gì? Carefully, đúng rồi. Các bạn xác định tốt đấy. Tiếp theo, I like my bedroom because it's so. Nhìn này, it's so ấm áp, cozy. Mình chọn cái gì? Câu tiếp theo ấy, number 4. Mình giữ nguyên đấy. Cozy. Giữ nguyên, chính xác. Nó rất là ấm áp. It makes me feel. Feel, à feel à, này, có thể là viết nhầm. Feel. It makes me feel to think of you living alone. No, I feel sad. Câu tiếp theo, number 6. If you can't talk. Talk. Động từ talk là động từ chỉ hành động. Talk. If you can't talk, don't talk at all. Sensibility là trạng từ rồi. À nhầm, là danh từ rồi. Sensibly. Sensibly. Rồi, her whole family died in a gì? Đây, cái a và cái accident này, cả cái từ traffic này nó sẽ tạo thành một, không phải là traffic đâu nhá, tạo thành một cụm danh từ. Rồi. Tragic. Một vụ tai nạn khủng khiếp, kinh hoàng các bạn ha. I was not whole convinced. Was not convinced by her seasoning. Cái chữ whole này các bạn để là gì? Was not. Nó bổ nghĩa là từ nào các bạn? Nó là một trạng từ hay nó là một tính từ? Trong câu 8 này nó là một trạng từ hay là một tính từ? Nó không phải với cái chữ was này nhá. Đây là tôi không hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục bởi những cái lý lẽ của cô ấy. Bởi cái cách giải thích của cô ấy. Nó phải điền một cái trạng từ vào đây. Bởi vì nó bổ nghĩa cho cái từ convinced này các bạn. Từ convinced là động từ. Chứ không để điền một trạng từ đây đâu nhá. À, tính từ đây đâu nhá. Nhớ nhá. Đây là phải điền một trạng từ nhá. Các bạn nhìn thấy đây không? Không phải là to be cộng với adverb cộng với adjective. À, ý em nói cái gì? To be cộng adverb cộng adjective. Rồi. Nó phải điền một trạng từ vào đây. Convinced. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục. Rồi, bây giờ tiếp theo, unfortunate. Mà điền vào đây, mình có dấu phẩy đây này. Thì mình chắc chắn nó phải là một trạng từ rồi. Không có tính từ nào đứng ở đầu đấy cả. À, không có tính từ là đứng ở đầu đấy cả. Thế các bạn chọn cái chữ gì? Unfortunately. Ồ, 5.000 lượt thích rồi. Các bạn gửi lượt thích cho chị đi. Nhanh tay lên. Quên lúc đầu không bảo luôn. Các bạn comment đi. Unfortunately là không may mắn. Đấy. Ôi thật là tiếc. Bởi vì tôi đã không... không thể giúp bạn được. Rồi, chính xác. You look. Đây. Nhìn cái từ look đây và chữ lovely. Bây giờ các bạn cần điền vào đây là gì? Tính từ hay là trạng từ?
À, đúng rồi, mình điền lovely. Lovely. Mình điền tính từ vào đây ha. Bởi vì look ở đây là ô, bạn trông rất là đáng yêu. Lovely. Để nguyên. Nào, 11. The ability to think. Logical. Mình sẽ làm vài câu nữa nhé. Thì mình sẽ kết thúc. Ability to think. Mình bổ nghĩa cho chữ think này nhé các bạn nhé. Bổ nghĩa cho chữ think. Logical các bạn để là gì đây? Phải là một. Một trạng từ. Khả năng mà để suy nghĩ logic á. Đúng rồi. Logically. It's an important skill. Chính xác, các bạn làm rất tốt. Mình phải điền một trạng từ vào đó. Rồi câu 12. Believe. I believe this to be the finest novel ever written. True. Bạn điền gì vào đây? Mình có từ true nhé. True. True. Ok. Phải điền một trạng từ, bởi vì sao? Bổ nghĩa cho từ believe. Truly. Chính xác. Nó nhầm, viết thừa chữ E. Bỏ chữ E đi các bạn nha. Truly. You'd better work hard. À, cái từ hard này các bạn điền vào đây là gì đây? Câu này có nhiều bạn sai đây. Câu 13, câu 13 ấy. Để chị xem nào. If you want to keep your job. If you want to keep your job. Hardly. Rất nhiều bạn để là hardly. Tôi là Thủy xinh đẹp. Cô đây mình phải điền một trạng từ vào đây các bạn nhé. Hardly cũng chính là một trạng từ. Nhưng mà chúng ta chỉ điền chữ hard vào đây thôi. Biết tại sao không? Hard này cũng là một trạng từ các bạn nhé. Đây là làm việc chăm chỉ. Còn hardly nghĩa là hiếm khi. Hardly là hiếm khi và nó là một trạng từ chỉ tần suất. Hiếm khi. Giữ nguyên vì vốn nó là trạng từ rồi. Mình làm câu 15 các bạn nhé. Câu 14. Please don't drive so. Please don't drive so. Ok. Nào các bạn chọn đi nào. Có bạn nào điền là fastly không? Fast giữ nguyên em nhé. Fast vẫn vừa là tính từ vừa là trạng từ. Chính xác. Linda wash her hair daily. Câu 15, câu 15. Linda washes her hair. Camera zoom à? Tay chị nó mỏi quá rồi. Lúc này chị không để vào trong cái đấy. Cầm tay ấy các bạn. Cầm tay đây nó hơi oải một chút. Rồi, daily. Nào các bạn bấm lượt thích cho chị lốt lên 10.000 lượt thích nào. Gửi lượt thích tiếp đi. Qua cái điện thoại đâu rồi. Tay chị rung. Hôm sau thì mình sẽ chết rồi. Ngày mai nữa. Ngày mai mình sẽ ôn tập. Mình chưa học được bài về tính từ câu so sánh nữa. Mỏi tay ghê. Bây giờ là 21:05 rồi. Thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây các bạn nhé. Bài này lớp mấy vậy? Bài này em học lớp 6 em cũng làm được. Chị quay cho em chụp bài á. Đây. Rồi nhá. Cảm ơn em. Chắc bây giờ thì chị chưa dạy chỗ X đâu. Sau này có thể là chị sẽ dạy. Nhưng mà bây giờ thì chưa. Sách chị đang giải là sách của cô Landing. Miss Landing. Có nhiều sách lắm các bạn.
Rồi, chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây nhé. Goodbye. Thank you everyone. Thank you. Goodbye. Mình phải tập trung để mình tiếp tục đăng video TikTok cho các bạn. Không, các bạn lại bảo là chị không đăng video. Buồn. Goodbye. Sleep tight. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn lướt TikTok ít thôi nha, đi ngủ luôn đi nha. Mấy hôm nữa nhớ vào Zoom nhá. Chị không đăng video buồn thật hả?